Tới giờ rồi, dậy làm việc thôi nào các bạn ơi. Hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ là vận chuyển cái đống đá này đến các công trình để xây dựng thành phố nha. Cố gắng lên nào, còn một cục đá to này nữa thôi. Oh my god, các bạn ơi, cái xe đổ bút đá của anh Đỗ đã bị hư rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Bị gãy cái ngầu bút đá rồi. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này bút đá nha. Xe ben rồi, bây giờ chúng ta đi giao đá thôi nào. À, đôi bụng quá, đi kiếm thức ăn thôi. Sao từ sáng tới giờ mà anh Đờ Hút vẫn chưa giao đá qua cho chúng ta để chúng ta đi làm việc nữa vậy hả các bạn? Đói bụng quá, hay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ăn sáng xong rồi chút nữa chúng ta sẽ làm việc nha. Đầu tiên chúng ta sẽ ăn cái gì đây? Wow, ở đây có một bạn là bạn gì vậy ta? À, đây là một bạn lật đật. Mình sẽ mở cái bạn lật đật này ra ăn mới được. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Mở chỗ này ra xem nào. Wow, trong này có nhiều món quá vậy. Em đau quá anh Superman ơi, anh cứu em với, cái chân của em đau quá. Khủng long bay bình tĩnh, chờ anh một chút xíu để anh lấy thuốc cho em nha. Đây, đây là một viên thuốc của anh. Chờ anh một chút xíu để anh xé ra cho em nha. Đây là một cái viên thuốc có thể giúp em hết bị đau chân nè. Em ăn đi. Nhâm 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 nhâm. Wow, thuốc của anh ngon quá anh ơi. Ý, hình như anh ơi, cái chân của em đã đỡ đau rồi. Em có thể đứng được rồi nè anh ơi. Wow, thuốc của anh kỳ diệu à. Em cảm ơn anh nha. Thôi, em bay đi chơi đây. Đôi quá. Hả? Cái gì đây? Một chiếc xe rác, hình như đồ ăn. Ủa, đâu phải đâu. Hình như đây là những cái thùng rác mà. Tưởng có đồ ăn, ai ngờ đây chỉ là những cái thùng rác. Thôi được rồi, để bây giờ mình coi trong thùng rác này có cái gì ăn được không. Mở cái thùng rác này ra chỗ nào vậy ta? Chắc là chỗ này quá ha. Đúng rồi, mình mở ra chỗ này đi. Mình mở ra được rồi nè. Trong này có cái gì vậy? Cái này hình như là những cái cây kẹo tâm nè. Nhưng mà mình không có dám ăn đâu. Ăn những cái kẹo tâm này vô á, mình sợ bị đau bụng lắm. Thôi, mình không dám ăn đâu. Mở trên này có cái gì vậy ta? Cái này là gì vậy? Không biết có phải là hộp đồ ăn không? Sao mà đẹp quá vậy ta? Không phải các bạn ơi, đây không phải là hộp đồ ăn, mà đây là hộp những bạn chó cứu hộ. Bây giờ mình sẽ kéo những bạn chó cứu hộ này ra xem coi như thế nào nha các bạn. Kéo ra xem coi nào. Chờ mình xíu. Ui, cứng quá các bạn ơi. Được rồi. Wow, các bạn ơi. Đây á, như đây là một bạn chó cứu hộ. Chó cứu hộ này màu gì vậy hả các bạn? Đúng rồi, bạn chó cứu hộ này màu cam nè. Rồi, bây giờ mình để bạn chó cứu hộ này ở đây. Các bạn ơi, đây là ai vậy ta? Hình như đây là anh Rider trong truyền thuyết nè. Đúng rồi, đây là anh Rider nha. Còn đây, ở đây có một bạn chó cứu hộ nữa nè. Wow, bạn chó cứu hộ này màu gì vậy hả các bạn? Đúng rồi, bạn chó cứu hộ này màu hồng nè. Rồi, tiếp theo, cái này là cái gì đây các bạn? Trời ơi, cứng quá vậy ta. Cái bạn này bị nhốt cứng quá nè các bạn. Bạn nó màu gì vậy hả các bạn? Đúng rồi, bạn này màu xanh nước biển nha các bạn. Nhìn đẹp quá ha. Wow, còn đây là những cái khúc xương nè. Đây là những cái khúc xương của bạn đó ăn để cho đỡ đói bụng á. Mấy bạn chó còn có đồ ăn. Còn mình không có đồ ăn gì hết. Buồn quá đi. Đôi bụng quá, từ sáng tới giờ đi kiếm thức ăn mà không có cái gì ăn hết. Buồn ngủ quá, mình nằm ở đây ngủ một chút xíu mới được.
lỗi bạn khủng long nha, mình vội đi giao hàng quá nên đụng trúng bạn. Bạn có bị sao không vậy? À, đau quá. À, bạn xe Ben ơi, sao bạn chạy xe mà không để ý gì hết vậy? Đụng vô mình, bây giờ mình đau quá. Chắc mình phải đi bệnh viện mới được. Đau quá, bạn chở mình đi bệnh viện đi. Đau quá. Vậy hả? Vậy bây giờ bạn hãy lên xe đi, mình sẽ chở bạn đi qua bệnh viện nhà anh Superman nha. Không, không, không. Ăn sáng xong rồi mà sao chưa thấy anh The Hulk giao đá qua cho chúng ta làm việc nữa vậy ta? Alo, anh The Hulk ơi, sao giờ này mà anh còn chưa giao đá qua cho tụi em đi làm việc nữa vậy hả? Ủa cái gì, anh đã cho xe Ben giao đá qua cho tụi em rồi mà. Được rồi, chờ anh một chút xíu để anh gọi điện cho xe Ben xem như thế nào nha. Ồ, thì ra là vậy hả? Được rồi, để tụi em chờ thêm một chút cũng không sao đâu. Alo, alo, xe Ben ơi, em đi giao đá cái kiểu gì mà giờ này còn chưa giao đá qua cho những bạn chó cứu hộ nữa vậy hả? Dạ dạ, The Hulk ơi, sáng này trên đường giao đá qua cho những bạn chó cứu hộ á, em lỡ chạy đụng trúng bạn khủng long. Bây giờ bạn đó đang đau dọ quá, bây giờ em phải chở bạn đó đi qua bệnh viện của anh Superman nè. Anh ở nhà chờ em một chút xíu nha. Ồ vậy hả? Được rồi, bây giờ em hãy ở đó lo cho khủng long đi nha. Anh sẽ cho bạn xe khác giao đá qua cho những bạn chó cứu hộ. À, dạ 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 dạ, em biết rồi. Vậy bây giờ em sẽ đi qua bệnh viện của anh Superman đây. Xe Ben ơi, bây giờ em có nhiệm vụ là chở đá qua cho những bạn chó cứu hộ nha, xe Ben. Đổ đá xuống thôi nào. Gâu gâu gâu. Cảm ơn xe Ben đã giao đá cho tụi mình nha. Ồ không có gì, thôi mình đi về đây. Anh Superman ơi, anh Superman ơi. Có chuyện gì mà em với khủng long qua đây kiếm anh vậy hả? Dạ anh ơi, hồi nãy trên đường đi giao đá, em lỡ lỡ đụng trúng bạn khủng long. Bây giờ bạn khủng long cái chân bạn đó đau quá à. Anh có cách nào giúp bạn đó không? Ồ, em đau quá anh ơi. Anh Superman có cách nào giúp em không? Chứ cái chân của em á, bây giờ đi không nổi nữa rồi, em đau quá à. Ồ thì ra là vậy hả? Được rồi, các em hãy chờ anh một chút xíu. Anh sẽ lấy thuốc cho các em nha. Đây, đây là một viên thuốc cuối cùng của anh. Đây là thuốc kẹo mút đó, em ăn đi. Dạ dạ dạ. Nhâm nhâm nhâm. Wow anh ơi, cái thuốc kẹo mút của anh hình như có hiệu nghiệm rồi đó. Em thấy cái chân em đã đỡ đau rồi. Wow, em có thể nhảy được nè. Đó, em nhảy. Wow, đã quá đã quá. Em cảm ơn anh nha. Thôi, bây giờ em đi về nhà đây. Wow, bệnh viện của anh Superman hay thiệt. Cái bệnh nào anh cũng chữa được hết nha. Anh hay quá à. Thôi, em cảm ơn anh nha. Bây giờ em phải về nhà làm việc cho anh The Hulk tiếp đây. Bye bye anh nha, em đi về đây.